Chào các bạn, hôm nay mình cùng các bạn thực hiện thử thách đầy thú vị. Đó là dùng chiếc đũa này nè các bạn. Dùng chiếc đũa này ghim vào trong cái lon sữa bò chứa đầy gạo và xách nhấc lên các bạn. Các bạn cùng mình thực hiện thao tác thử thách đầy khó khăn này nhé. Và trước khi thực hiện các bạn thì mình sẽ, đây là cái lon sữa bò đầy gạo và chiếc đũa, mình sẽ đổ gạo này ra hết các bạn. Đổ gạo này cho mình cùng kiểm tra và xem cái lon sữa bò này như thế nào nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ ra gạo ra ngoài đây một chút, sẽ đổ gạo. Mình đổ ra bên ngoài này các bạn. Rồi. Các bạn cùng mình kiểm tra nha. Thì đây là cái lon sữa bò. Cái lon sữa bò không nè các bạn. Lon không. Các bạn cùng mình kiểm tra nha. Rồi sau đây mình sẽ đổ gạo trở vào các bạn. Đổ gạo đầy cái lon sữa bò này nha. Mình sẽ đổ gạo vào trong đây. Đầy luôn sữa bò luôn các bạn. Mình sẽ đổ đầy cả lại. Đầy luôn sữa bò này các bạn ơi. Rồi để thực hiện cái thao tác này thì mình sẽ cùng các bạn thực hiện nha. Lưu ý mình sẽ đổ đầy luôn các bạn, đổ đầy à, bình thường thí dụ mình sẽ thực hiện như thế này các bạn, mình sẽ ghim vào, mình ghim như thế này thì mình sẽ nhấc chiếc đũa này thì tất nhiên là cái lon sữa bò gạo này nó không kết dính gì hết các bạn ơi. Mình có làm như thế nào bằng mọi cách, như thế nào đi nữa thì chắc chắn cái sự thành công sẽ không đến các bạn. Bây giờ mình làm thử nè các bạn. Ok. Bây giờ mình làm như thế này thì cứ mãi như thế này không cách nào nó sẽ lên các bạn ơi. Rồi bây giờ mời các bạn thực hiện thao tác cùng mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ gạo này, mình sẽ đổ đầy trở lại các bạn. Mình sẽ đổ đầy lên gạo này nữa, một phần nó bị rơi ra ngoài, ta sẽ đổ đầy lên. Để thực hiện được thì bắt buộc ta phải dùng cái sức và tạo một cái áp lực lên cái bề mặt của gạo các bạn ơi, chỉ có thế đó và mới thành công. Còn nếu mình làm bình thường như thế này thì chắc chắn là không thể nào nhấc được cái lon lên các bạn, không thể nào xách được cái chiếc đũa mà lon gạo kết dính được. Rồi bây giờ đã đầy rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cùng các bạn thực hiện thao tác này nha. Nó đã đầy rồi. Gạo thì đã đầy trong đây rồi. Giờ mình cùng các bạn sẽ thực hiện. Và cũng hồi hộp quá các bạn ơi. Không biết có thành công hay không nữa. Cũng tương đối hồi hộp. Và cái phần này thực hiện nó cũng tương đối khó đó các bạn. Nó khó. Rồi mời các bạn thực hiện cùng mình nhé. Một tay mình áp lên cái bề mặt của lon sữa bò đựng gạo này, và tay kia mình sẽ dùng đũa này các bạn. Mình dùng đũa này mình xiên xiên các bạn, và kết hợp một cách nhịp nhàng và nó chính xác các bạn mới thành công các bạn ơi, và nhanh nhanh gọn
chậm là cũng thất bại nè các bạn. Mà các bạn thực hiện cùng mình nhé, một hai ba rồi đó các bạn, rồi đã thành công rồi các bạn ơi. Các bạn thấy không, cái lon gạo đã mình đã kết dính, các bạn thấy là mình nhấc lên được rồi các bạn. Và các bạn cùng kiểm tra với mình nha, các bạn thấy nó dính luôn rồi các bạn, rất là thú vị, nó dính luôn rồi các bạn. Rồi để mình để xuống và xem nó như thế nào các bạn, đầy thú vị các bạn ơi. Thông thường đó thì nếu mà mình có những cái cuộc vui, mình thử thách với bạn bè và cái điều này mình chiến thắng trong cái thư giãn này, các bạn thấy cũng rất là vui. Bây giờ mình để xuống rồi, giờ mình lấy lên nghe, mình nhấc nó lên nghe nó còn dính không các bạn. Này mình cũng cẩn thận các bạn ơi, nhẹ nhàng thôi, vì đây là sự kết dính giữa các hạt gạo với nhau, nó kết dính qua cái lực mình ghim vào nhanh gọn lẹ nó mới dính vậy thế các bạn. Mình làm chậm là sẽ thất bại các bạn ơi, nó dính rồi các bạn. Như vậy là mình đã thực hiện một cái thử thách đầy khó khăn này đã thành công rồi. Các bạn thao tác cùng mình có thành công không? Các bạn cứ thử thao tác thực hiện giống như những gì mình chia sẻ coi nó thành công không nha. Và như thế này, cái cách thực hiện mình cũng nhắc lại các bạn, chia sẻ các bạn là về gạo đó các bạn, thì mình nên để cái lon gạo bằng lon sữa bò và đầy nha các bạn. Đầy thì mình mới dễ đặt cái tay lên lên cái bề mặt của lon gạo, thì nó sẽ tạo một cái áp lực gây ra cái sự kết dính giữa cái hạt gạo. Nếu mà không đầy thì cái lực đó không đủ thì cái sự kết dính nó sẽ rời rạc và chắc chắn là không thành công. Trong trường hợp này các bạn thấy là một cái lưu ý nữa đó là khi mình xuyên, mình ghim cái chiếc đũa này vào trong cái lon gạo đó các bạn, thì chú ý là mình ghim nhanh và nó một cái lực, nếu mà mình ghim đó mà nghe cái lực nó mềm, nó yếu đó, là thất bại các bạn. Cái lực này mình ghim nó sẽ nghe nó một cái lực nó cứng, nó rắn là rắn các bạn, thì lúc đó mới thành công. Các bạn cùng mình thực hiện xem đây thành công hay không nha. Các bạn thấy đây là gạo mà nó kích dính như thế này các bạn, đầy thú vị. Nãy giờ là mình xách lên xách xuống, ghim lên ghim xuống mấy lần mà nó cũng hồi hộp các bạn, vì cái lực này nó chỉ là cái sự kết dính giữa cái hạt gạo thôi. Do đó mình phải cẩn thận, rất là cẩn thận các bạn, vì mình xoay đũa xoay qua một tí thôi. Nếu mà mình không có, mình chỉ sơ ý một chút xíu sẽ thất bại các bạn. Xê dịch đũa một chút thôi là nó sẽ rớt, nó rơi cái lon đổ gạo là hết luôn đó các bạn ơi. Như vậy là cái thử thách này đã thành công. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình, và các bạn thấy thích hãy like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn đầy niềm vui trong cuộc sống, và đặc biệt là thực hiện thành công cái thử thách đầy thú vị này nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những lần sau nhé. Xin chào tạm biệt nhé.